đối với điện lực cách mạng Việt Nam. Từ nền tảng trên đất liền, việc vươn cánh tay năng lượng đến với hệ thống đảo của đất nước là một trọng trách nhằm lát thêm đường đi, lắp thêm những bánh xe cho công cuộc đó. Biển đảo của chúng ta có cái tiềm năng hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Biển đảo của chúng ta là một khu vực tài nguyên hết sức phong phú với trên 10 tỷ tấn dầu quy đổi về tiềm năng, trên 11.000 các cái loại nguồn lợi thủy sản, hải sản. Và chúng ta là một cái quốc gia biển mà nằm trên một cái đường vận tải hàng hải nhộn nhịp thứ hai của thế giới, chỉ sau Địa Trung Hải. Với cái vai trò định hướng chiến lược như vậy, cho nên cái việc mà ngành điện phát triển phủ điện đến các đảo, dù là điện từ lưới điện quốc gia hay là điện tại chỗ, là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đồng thời nó cũng là cái nhiệm vụ thực hiện theo cái nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Chính vì vậy mà trong những năm qua thì Điện lực Việt Nam cùng với Ủy ban Nhân dân các địa phương cũng đã hết sức tích cực để phát triển cái hệ thống lưới điện này. Ngày hôm nay đặt chân đến Côn Đảo, chúng ta dường như vẫn nghe trong sóng gió bao nhiêu âm thanh trộn lẫn, vẫn nhìn thấy trước mặt những mầm xanh mới vươn lên từ mặt đất đã thấm đầy đau thương. Côn Đảo, địa ngục trần gian trong những năm tháng cả nước rên xiết dưới ách kìm kẹp của thực dân đế quốc, nơi những chiến sĩ cộng sản bị giam giữ hành hạ, chỉ có ngày đến còn ngày về thì mịt mờ. Côn Đảo trong chiến tranh đầy máu nước mắt đã sáng rực tinh thần thép của người cách mạng. Côn Đảo sau khi được giải phóng đã theo thời gian thay ra đổi thịt, và dường như tinh thần sáng lên mạnh mẽ ấy đã từ những mạch ngầm của đất, của sóng gió, của những anh linh người chiến sĩ mà hòa vào sức sống mới. Từ năm 2013 đến nay thì tập đoàn Điện lực Việt Nam chúng tôi đang tập trung là đưa điện về cho các cái huyện của huyện đảo của đất nước. Thì cả nước chúng ta thì có 12 cái huyện đảo, thì trừ cái Hoàng Sa, Trường Sa, rồi Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ là những cái đảo rất là xa. Như vậy thì hiện nay tập đoàn Điện lực Việt Nam đã cung ứng điện ở trên 8 trên 12 cái huyện đảo. Và đặc biệt là trong năm 2013 thì chúng tôi đã đưa điện về cái huyện đảo Cô Tô của tỉnh Quảng Ninh. Rồi đưa điện đầu năm 2014 này thì đưa điện ra huyện đảo Phú Quốc. Và đến tháng 9 vừa rồi thì đã đưa điện ra cái huyện đảo Lý Sơn ở Quảng Ngãi. Và trong cái năm tới này thì chúng tôi tiếp tục đưa điện ra cái huyện đảo Kiên Hải. Rồi tiếp nhận, hiện nay đã tiếp nhận bán điện ở trên cái huyện đảo Côn Đảo. Côn Đảo hôm nay, giữa thời bình, trong xu thế phát triển của đất nước, đang chuyển mình mạnh mẽ. Nguồn điện được cung cấp từ hai nhà máy diesel với tổng công suất thiết kế là 4.162 kW và công suất khả dụng khoảng 2.500 kW. Sau thời gian nguồn điện gặp những khó khăn, các điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến việc xây lắp, vận hành, đến nay, các hoạt động sản xuất, dịch vụ và đời sống sinh hoạt nơi Côn Đảo đang được phủ thêm những sắc màu mới. Đó là việc triển khai và hoàn thành dự án mở rộng và nâng công suất nhà máy điện An Hội với công suất tăng thêm 3.000 kW. Cùng với đó là dự án cải tạo phát triển lưới điện trung thế và hạ thế khu trung tâm huyện. Đã qua rồi những năm thiếu điện, những tháng mất điện thường xuyên, những ngày nguồn điện không ổn định. Điện Côn Đảo giờ đây thắp sáng hơn những con đường, mở rộng hơn những không gian du lịch, vui chơi, giải trí. Thì có thể nói là cái việc bảo đảm cái cung cấp điện cho các cái đảo là một trong những cái yêu cầu hết sức là cấp bách. Và chính nhờ cái việc phát triển hệ thống điện này mà kinh tế xã hội của các cái đảo có vai trò hết sức quan trọng, vai trò tiền tiêu trong cái việc phát triển kinh tế xã hội cũng như là đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước chúng ta đã được
phát triển và được bảo đảm vững chắc trong cái thời gian tới đây. Còn với đảo Cô Tô, đảo lớn ở phía Bắc, qua nhiều chục năm, những tiềm năng dồi dào nơi này chưa được khai thác. Trong thời gian qua và những năm tới đây, sự thay đổi đã và đang được ghi nhận. Đó là khi nguồn sáng đã thắp lên giữa biển, kéo theo nhiều chương trình phát triển của giao thông đường biển, du lịch biển đảo, của những kế hoạch mở rộng hạ tầng cùng hoạt động sản xuất trên đảo. Kéo theo đó là bao hy vọng mới của những người dân ngoài đảo đã hơn một thế hệ mong đợi dòng điện. Và cả những người rồi đây sẽ đến với Cô Tô để coi hòn đảo này như một quê hương mới, một đường băng mới cho sự phát triển. Nhưng nay, những ngày chật vật vì điện đã qua rồi. Đó là khi, ngày 4 tháng 11, 2014, dự án đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô chính thức được khởi công với tổng mức đầu tư gần 1.107 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình cáp ngầm xuyên biển đầu tiên của cả nước ở cấp điện áp 22 kV, được chôn trực tiếp dưới đáy biển ở độ sâu 0,5 đến 1,8 mét, được nhà thầu liên doanh Premier Thái Dương của Ý thi công, có ứng dụng phương pháp giải dây đường điện 110 kV trên không bằng khinh khí cầu. Cho đến chiều ngày 16 tháng 10, 2013, niềm vui như lan tràn khắp không gian khi tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã cùng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khánh thành dự án đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô. Dự án này do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phối hợp đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, vốn khấu hao ngành. Từ khi xây dựng kế hoạch triển khai, thiết kế và đi vào thi công, cho đến khi hoàn thành thắng lợi, dự án nhận được sự đồng thuận thống nhất cao của Trung ương, địa phương và nhất là người dân trên huyện đảo Cô Tô. Một thời gian rất dài, từ sau khi thống nhất đất nước, hòn đảo Ngọc, Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang dường như kém độ sáng. Vẫn được quan tâm phát triển khai thác các thế mạnh, nhưng năng lượng rất thiếu và không ổn định. Không những thế còn kéo theo sự tốn kém trong chi phí vận hành và ảnh hưởng đến hoạt động của người dân và các cơ sở sản xuất, cơ quan quản lý. Đã từng có những chia sẻ của người dân khiến ai nghe cũng sẽ lo lắng. Một ví dụ đơn giản là một dạo người ta vẫn phải chạy máy phát điện. Mà chạy máy một đêm cũng phải mất 2 lít rưỡi dầu, trong khi một lít dầu có giá 24.000 đồng. Như vậy thì hộ dân nào gánh cho nổi. Khi mà khảo sát xây dựng các cái dự án thì các cái đơn vị tư vấn của tập đoàn cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác khảo sát trên biển. Thì nhất là những cái mùa gió, mùa bão thì cái khảo sát rất khó khăn. Trong cái quá trình thi công thì cũng gặp khó khăn trong cái việc đưa các cái phương tiện, máy móc, thiết bị để thi công ở ngoài biển trong cái mùa biển động cũng như là mùa bão. Còn đối với các cái đường dây trên không đưa điện ra đảo thì cái việc thi công trên biển cũng là một cái khó khăn trở ngại đối với các nhà thầu thi công, bởi vì cái độ sâu của biển có những chỗ đến 11 mét, âm 11 mét so với mặt nước biển. Thì như vậy cái quá trình thi công cũng gặp khó khăn. Dự án cáp ngầm 110 kV xuyên biển Hà Tiên, Phú Quốc được khởi công ngày 17 tháng 11, 2013 do Tổng Công ty Điện lực miền Nam thi công. Dự án quan trọng này nhằm cấp điện cho huyện đảo Phú Quốc với tổng mức đầu tư 2.336 tỷ đồng. Trong đó hạng mục tuyến cáp ngầm với chiều dài 55,8 km. Hạng mục chính là tuyến cáp ngầm 110 kV xuyên biển, chiều dài 57,33 km, có kết cấu một sợi cáp ba lõi. Tuyến cáp ngầm này bắt đầu từ xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên và dừng lại ở điểm cuối là xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc. Chỉ trong thời gian ngắn thi công, đường dây đã được đưa qua lòng biển. Dòng năng lượng đã được truyền từ mạng lưới trên đất liền đến với đảo Ngọc
để nơi đây bừng lên ánh sáng, bừng lên những dự định mới của cả cộng đồng và trong mỗi người. Ngày 6 tháng 2, 2014, tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã trọng thể tổ chức lễ khánh thành dự án. Thay mặt chính phủ, tôi cũng nhiệt liệt chúc mừng đảng bộ, chính quyền, quân dân huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang đã cùng với ngành điện Việt Nam thực hiện thành công niềm ước mơ lịch sử là có được điện lưới quốc gia, thì hôm nay đã trở thành hiện thực. Đây là một cái điều kiện hết sức quan trọng để Phú Quốc của chúng ta thực sự như niềm mong ước của tổ tiên ta là đã đặt tên cho cái hòn đảo chúng ta là Phú Quốc. Dự án cắp ngầm 110 kV xuyên biển Hà Tiên, Phú Quốc đến nay đã và đang đảm bảo việc cung cấp điện ổn định cho huyện đảo Phú Quốc từ hệ thống điện quốc gia với khả năng truyền tải công suất lên đến 131 MVA. Những tiềm năng để vươn đến khu du lịch chất lượng cao, sự bảo vệ và cải thiện môi trường biển đảo, sự tăng trưởng của đời sống nhân dân, những viễn cảnh đó đã trở nên gần gũi hơn và đã bắt đầu có thể cảm nhận được trong nhịp sống mới hôm nay ở Phú Quốc. Trong điều kiện đất nước ta còn nhiều khó khăn, nhưng chính phủ, Bộ Công Thương, ngành điện lực, chính quyền các cấp từ trung ương địa phương rất quan tâm lĩnh vực này. Có thể nói trong một thời gian rất ngắn, Việt Nam ta đã thực hiện khá tốt về đưa lưới điện, đặc biệt là đưa lưới điện về nông thôn và biển đảo. Có thể nói lưới điện là thành công trong đất nước ta, được thế giới, nhất là Ngân hàng Thế giới đánh giá cao. Khát khao đủ điện để nâng cánh hòn đảo ngọc cứ thế đeo đẳng nhiều lớp cán bộ quần chúng nhân dân nơi này. Cho đến khi hệ thống cáp ngầm xuyên biển hoàn thành, thỏa niềm khát khao mòn mỏi ấy, dòng điện như mạch sống từ lưới điện quốc gia chuyển đến Phú Quốc đang tiếp sinh lực cho từng bước đổi khác trên hòn đảo ở khu vực tận cùng phía nam của Tổ quốc, hướng tới một tương lai không còn xa. Phú Quốc sẽ trở thành đặc khu kinh tế của cả nước. Lý Sơn, cái tên đảo được nhắc đến gợi lên cả một chiều dài lịch sử trong công cuộc hướng biển, công cuộc bảo vệ, gìn giữ chủ quyền biển đảo của dân tộc. Từ nơi đây, trong những thế kỷ trước, bao lớp người đã nương vào đảo để sinh sống, phát triển nghề cá. Bao thế hệ người đã từ đây ra khơi, làm nhiệm vụ bảo vệ quần đảo Hoàng Sa thiêng liêng. Những gì tiền nhân đã gây dựng, đang để lại cho chúng ta hôm nay những tập quán độc đáo trong truyền thống giữ gìn phát triển văn hóa biển đảo Việt Nam, truyền thống bảo vệ gìn giữ biển đảo của đất nước. Và niềm vui được mong đợi cũng đến vào sáng ngày 28 tháng 9, 2014. Trên hòn đảo giàu trầm tích văn hóa này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khánh thành dự án cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm. Những lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong buổi lễ trọng thể này sẽ còn được ghi nhớ dài lâu. Thưa đồng chí đồng bào, chúng ta mãi mãi ghi nhớ biết ơn các thế hệ người Việt Nam chúng ta, đồng chí đồng bào chúng ta đã hy sinh xương máu và cả tính mạng của mình vì chủ quyền của Hoàng Sa, của Trường Sa, vì chủ quyền của biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đội hùng binh Hoàng Sa, Bắc Hải, Trường Sa sống mãi với Tổ quốc ta, dân tộc Việt Nam chúng ta. Trước anh linh của Tổ tiên, chúng ta nguyện đoàn kết, chung sức, chung lòng, làm hết sức mình để xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, độc lập, hòa bình, thống nhất,
chủ quyền quốc gia toàn vẹn lãnh thổ. Đánh giá cao nỗ lực của một tập thể lớn trong việc thi công hoàn thành vượt tiến độ dự án lịch sử này, Thủ tướng nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa góp phần cải thiện đời sống người dân, vừa bảo đảm an ninh quốc phòng cho huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Cần khai thác tốt nguồn điện quốc gia để phát triển bền vững, hiệu quả, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong những tháng năm này, cùng với sự đi lên của đất nước, của khu vực đang từng bước chuyển mình năng động, thêm yêu cầu mới về phát huy thế mạnh của một vị trí chiến lược quan trọng, đòi hỏi nâng cao các nguồn lực cho Lý Sơn càng đặt ra cao hơn. Nhất là khi chính phủ phê duyệt, Lý Sơn sẽ nằm trong quy hoạch mở rộng hơn 45.300 hectare của khu kinh tế Dung Quất. Đồng thời, Lý Sơn được xác định là một trong 6 đảo của cả nước phải xây dựng mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng. Năng lượng điện cho sự vận hành thuận lợi hơn của một huyện đảo, bởi thế càng có ý nghĩa quan trọng. Điện về cho đèn sáng, soi rọi những mái đầu trên trang vàng. Điện về mang hình ảnh TV, đài tiếng nói, nối cuộc sống đồng bào trên đảo với đất liền, gần sát lại qua hàng trăm cây số biển. Điện về mang theo đời sống văn hóa được nâng cao. Sau những ngày xa khơi bám biển, họ trở về được nghỉ ngơi bên gia đình, tiện nghi thoải mái, dễ chịu hơn trong những cơn gió cát nóng nực và cái nóng khô cháy dọn xuống đảo xa. Từ khi có điện lưới quốc gia hòa vào huyện đảo Lý Sơn thì về cái bộ mặt kinh tế xã hội và đời sống của người dân trên đảo nó có nhiều cái bước khởi sắc. Thứ nhất là về kinh tế thì bà con nhân dân Lý Sơn đã sử dụng cái nguồn điện để áp dụng vào trong cái sản xuất nông nghiệp. Đời sống của người dân thì trong các cái trang thiết bị của gia đình cũng đã được đầu tư và người dân cũng mua sắm đảm bảo cái nhu cầu sinh hoạt trong gia đình. Và cái quan trọng nữa là cái việc đảm bảo về phát triển các cái dịch vụ và tập trung cao độ nhất là trong cái việc phát triển kinh tế là các cái dịch vụ hậu cần nghề cá. Một trong những hòn đảo được cung cấp nguồn điện gần đây nhất, tiếp tục công cuộc trường kỳ đưa ánh sáng điện năng thấp trên đảo quê hương. Đó là đảo Hòn Tre, thuộc huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Trong năm nay, niềm hạnh phúc vừa ùa đến xã đảo Hòn Tre, trung tâm hành chính huyện Kiên Hải. Vào ngày 10 tháng 4, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam khánh thành công trình đường dây 22 kV cấp điện cho xã đảo, cùng với trung tâm hành chính là hơn 1.000 hộ dân trên xã đảo đón điện. Tổng vốn đầu tư của dự án là 78,4 tỷ đồng. Đây là một dự án đặc thù, bởi loại đường dây trên không vượt biển cũng là lần đầu tiên được thực hiện ở khu vực phía Nam. Khởi công ngày 15 tháng 7, 2014, qua hơn nửa năm, dự án chính thức đóng điện vận hành trước Tết Nguyên đán 2015. Ba hạng mục được hoàn thành gồm cải tạo lưới điện phía bờ huyện Hòn Đất, phần đường dây vượt biển và phần cải tạo lưới điện trên Hòn Tre. Hoàn thành tốt dự án đem đến sự nức lòng cho người dân trên đảo. Ngoài tập thể những người thợ, những công nhân kỹ thuật và đội ngũ cán bộ kỹ sư thực hiện, liệu mấy ai biết đến những khó khăn thách thức của mưa to sóng lớn và thủy triều? Theo các chuyên gia, được kết nối với lưới điện quốc gia, Hòn Tre sẽ được cung cấp điện liên tục và ổn định trong ít nhất là 30 năm. Đây thực sự là nguồn lực dồi dào cho xã đảo đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Dự án thành công còn tạo tiền đề thuận lợi cho việc áp dụng công nghệ đường dây trên không. Với cột điện có móng đài cao để kéo điện ra các đảo khác của Kiên Giang. Các dự án hiện thực hóa chương trình đưa điện ra đảo đã được triển khai trong sự thiếu thốn nhiều bề của nguồn vốn từ ngân sách, từ ngạch điện. Đặc biệt là khi giá chung còn thấp, khó có thể hấp dẫn các nhà đầu tư vào nguồn điện, đầu tư đưa điện ra đảo hay những vùng xa bờ còn nhiều khó khăn. Việc cung cấp điện ra các huyện đảo, xã đảo được xác định không thể nhằm mục tiêu lợi nhuận.
vì sự bình yên phát triển của những người dân bán đảo, vì sự bình yên của Tổ quốc. Thiết nghĩ đây là một hành động anh hùng của điện lực cách mạng. Những tiềm năng sinh thái du lịch chẳng bao lâu nữa sẽ nở rộ thành những công trình hạng mục mới, hòa trong thiên nhiên lộng gió nơi này, thành những hoạt động muôn màu vẻ khi đón thêm ngày càng nhiều người yêu mến đến với hòn đảo xinh đẹp. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần phát triển kinh tế biển đảo hiện nay chính là điện. Có điện mới có thể tiến hành khai thác những giá trị của biển đảo như du lịch sinh thái, giải trí, phát triển công nghiệp chế biến hải sản, xây dựng bến cảng, sân bay, v.v. Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam xác định đến năm 2020, kinh tế biển sẽ đóng góp từ 53 đến 55% GDP của cả nước. Muốn đạt được mục tiêu đó, một giải pháp quan trọng có tính đột phá chính là năng lượng điện, mạch máu, nuôi dưỡng sự tỏa sáng của các hòn đảo. Những trở ngại đầy hiểm nguy từ biển khơi sóng gió, những thách thức ghê gớm của việc tổ chức khảo sát, thi công trên biển luôn luôn răng hàng, chắn ngang trước mặt những con người kiên trì, nhẫn nại và quả cảm của ngành điện. Thời tiết thất thường luôn gây ra những ảnh hưởng không ngừng cho việc vận chuyển, lắp đặt giữa biển cả bao la, nơi cho nhiều nhưng cũng đầy đe dọa. Các đảo được cung cấp điện còn ở xa bờ hơn 100 km, dây cáp ngầm phải đưa qua vùng biển có độ sâu lớn, có nơi đến trên 90 mét, trong khi phụ tải ngoài đảo lại không lớn. Những giải pháp kỹ thuật hợp lý luôn làm đau đầu các nhà thiết kế thi công. Nhưng vượt qua những thách thức ấy và vượt qua bằng sự đấu tranh không ngừng trước thiên nhiên, trước hoàn cảnh còn nhiều khó khăn về các điều kiện, vốn đầu tư, nhân lực, phương tiện, kỹ thuật, Điện lực Việt Nam vẫn đang hoàn thành tốt những kế hoạch cho công cuộc tiếp sức ra biển khơi. Ngày 4 tháng 9, 2015, trước sự vui mừng của bà con tại cảng cá Xẻo Nhàu, xã Tân Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khởi công dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang với hai hạng mục: xây dựng mới đường dây 110 kV An Biên Lại Sơn, chiều dài 43,9 km, gồm đoạn trên đất liền 19,4 km và trên biển 24,5 km. Trong đó đoạn trên biển với 48 trụ điện kéo đường dây vượt biển và 2 trụ tiếp bờ có công suất truyền tải 70 MVA. Thay mặt chính phủ, dịp này tôi cũng đánh giá rất cao Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Trong điều kiện kinh tế xã hội đất nước chúng ta còn nhiều khó khăn, nhưng những năm qua Điện lực Việt Nam nỗ lực vượt bậc. Từ cái chỗ chúng ta thiếu điện, năm nào cũng cắt cúp điện luân phiên, dân rất là khó khăn cho sản xuất đời sống. Thì 2 năm vừa rồi là chúng ta có công suất dự phòng khoảng 20%, bình quân 20-25%, tức là cái công suất thừa để dự phòng. Và chúng ta đã cung cấp cho dân 98,6% số hộ dân, nếu tôi nói số tròn là 98,7% số hộ dân của Việt Nam này được sử dụng điện. Nếu như lấy con số liệu mà thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam so với nhiều nước thì chúng ta còn thấp hơn, nhưng tỷ lệ người dân được sử dụng điện của Việt Nam là cao hơn nhiều nước có cái mức thu nhập tương tự. Theo chủ trương, dự kiến đến năm 2020, về cơ bản các huyện đảo Việt Nam có điện, nước sạch. Những điều kiện thiết yếu này sẽ góp phần lớn vào sự phồn vinh, vững mạnh của các đảo, tạo sức bật, sức vươn mạnh mẽ cho kinh tế biển Việt Nam và củng cố vững chắc các tiền tiêu của Tổ quốc. Những khó khăn thách thức còn ở phía trước, nhưng cũng ở phía trước niềm vui được có điện, niềm hạnh phúc được thấy cuộc sống phát triển khi có điện cũng đang chờ đợi.
với những ý nghĩa quan trọng của yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên các đảo quê hương. Ngành điện sẽ phải nỗ lực thêm rất nhiều để hoàn thành những chương trình kế hoạch đề ra.